Chào bạn, mình là Hà Mạnh và bạn đang lắng nghe podcast có tên gọi Sống Một Mình. Trong tập hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề là nói gì khi không biết nói gì. Với kinh nghiệm của một người đã có 10 năm trong nghề làm báo, cũng như là ngay cả khi mình làm trong ngành marketing thì mình cũng đã gặp gỡ tiếp xúc rất là nhiều người trên cương vị của một người đứng ra để phỏng vấn, để trò chuyện. Và có thể là có rất nhiều sản phẩm quảng cáo mà các bạn đã xem. Mình là người đứng đằng sau những cái sản phẩm đó, từ khâu lên ý tưởng, kịch bản, cho đến cái khâu trò chuyện, khai thác nhân vật để lấy được lời chia sẻ của người ta. Một phần của công việc phỏng vấn đó thì giúp cho mình có thêm nhiều sự tự tin, nhiều kinh nghiệm hơn trong cách trò chuyện, trong cách lấy thông tin từ một ai đó, cũng như là để mở rộng kết nối của bản thân hơn. Mặc dù mình là một người siêu hướng nội, và mình tin rằng có rất nhiều người luôn luôn có một cái tâm lý là thường bị nói là ít nói. Gặp một ai đó không biết phải nói cái gì, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Và cũng dễ bị đánh giá là tẻ nhạt trong chuyện trò. Bạn có phải là một người như vậy không? Nếu như bạn đang có những cái vấn đề như mình vừa mới nói thì podcast này chính xác là dành cho bạn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu tập podcast ngày hôm nay nhé. Trước khi chúng ta đến với từng bước một để nghĩ xem là chúng ta nên nói cái gì thì hãy cùng mình chơi một trò chơi nhỏ nhỏ nhé. Trò chơi này chỉ cần dùng trí tưởng tượng của bạn thôi. Bây giờ bạn hãy nhắm mắt lại và bạn nghe câu hỏi của mình, xong rồi bạn tưởng tượng ra câu trả lời nhé. Câu hỏi là: hãy nói cho mình biết một cái điều đặc biệt về bản thân bạn mà không có nhiều người biết. Bạn có thể tạm thời nhấn nút pause để nghĩ xem cái điều đặc biệt về bản thân bạn là gì. Chưa chắc là chúng ta đã có thể có được câu trả lời ngay đâu. Và phần diễn giải nó sẽ nằm ở trong nội dung của tập podcast này. Hãy nghĩ và sau đó thì chúng ta tiếp tục lắng nghe podcast nhé. Bây giờ mình sẽ đến với phần đầu tiên của podcast ngày hôm nay. Đó là: hãy bắt đầu từ những thứ bình thường nhất. Chắc chắn sẽ có những tình huống bạn bị đặt ngồi gần những cái người mà bạn cảm thấy thật khó để mở lòng ra bắt đầu câu chuyện. Bạn rất là nhút nhát, bạn có một chút gì đó lo lắng và bạn đang bật chế độ phòng ngự cho bản thân bạn. Thì cái điều đầu tiên mà bạn có thể áp dụng để mở đầu câu chuyện từ phía bạn, đó là hãy nhìn ra xung quanh. Có một cái điều gì đấy rất bình thường thôi mà giữa bạn và người đó đều cảm nhận được cái điều đó. Đó chính là cái cách đơn giản nhất trên trái đất này để bắt đầu mọi đoạn hội thoại. Mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ rất là dễ hiểu nhé. Không biết mọi người có theo dõi podcast Have a Sip của chị Thùy Minh ở trên Vietcetera không? Nếu bạn xem cái show này thì bạn sẽ thấy là tất cả các tập chị Thùy Minh đều bắt đầu với nhân vật bằng một câu hỏi là: anh hoặc chị thích uống đồ uống nào? Thì các bạn nghe cái câu hỏi đó, thực ra ấy các bạn, chị không hỏi cái câu đó để mà biết được xem cái người đấy người ta thích uống cái gì đâu. Bạn uống cái gì là việc của bạn. Và thực ra cái câu hỏi đấy nó không mang đến tính chất là chứa đựng thông tin gì quan trọng cả. Đó chỉ là một cái câu hỏi để làm ấm không khí thôi, để tạo một cái sự mở lòng cho nhân vật. Bởi vì bạn biết là ví dụ như Have a Sip người ta làm gần 100 tập, tức là chị phải tiếp xúc với lại từng ấy người, mà sẽ có rất nhiều người là lần đầu tiên được gặp. Đâu phải ai cũng có đủ sự mạnh dạn, đâu phải ai cũng có thể mở lòng ra để gặp vô số kiểu người trên đời này. Và cái cách để mà xóa tan đi cái bầu không khí lặng thinh, cách để cho người đối diện với mình họ có một cái cảm nhận là họ có thể an tâm giải bày, chính là cách đi vào những cái câu hỏi nó thật là đời thường, thật là bình dị như vậy. Thì cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi tương tự mà mình đã áp dụng trong quá trình mình phải đi gặp một ai đó mới toanh. Kể cả là mình thấy người này không phải gu của mình, không phải phong cách của mình, đôi khi mình cũng không thích người ta nữa, mình sẽ hay hỏi một câu là: đã ăn gì trước khi đến đây chưa? Bạn có đang đói không? Có khát nước không? Có cần phải gọi đồ uống về không? Tất cả những cái câu hỏi nó rất là đơn giản, rất là bình thường thôi. Nhưng mà tự dưng nó làm cho hai người có một cái sự kết nối nào đó. Và người kia người ta cảm thấy người ta được quan tâm ấy. Nên người ta sẽ rất dễ là sau đó người ta tự tin hơn để người ta mở lòng. Chứ không ai mà vừa mới gặp một cái người mà hỏi luôn là: anh có thể chia sẻ cho em cái cách để anh đạt được đến cái thành công ngày hôm nay trong sự nghiệp của anh. Không có một cái người nào vừa mới gặp bạn mà người ta có thể trả lời những cái câu hỏi khủng khiếp như thế. Trái lại người ta sẽ rất là sợ hãi, và có khi là người ta sẽ co rụt lại, người ta sẽ không muốn tiếp tục đoạn hội thoại với bạn.
Quay trở lại với cái trò chơi mà mình đặt ra ở đầu cái podcast này á, thì đó chính là câu hỏi mà mình cũng rất là hay hỏi những người mà nếu như mình phải bắt đầu một cuộc trò chuyện hoặc là một cuộc phỏng vấn với họ. Và thông thường các bạn sẽ biết là tâm lý của người Việt Nam á, là có một sự khuôn mẫu, có một chút rụt rè và kín đáo. Nên khi bạn hỏi một cái câu hỏi như vậy á, nhiều người họ sẽ có một cái phản ứng là họ sẽ hơi khựng lại. Họ sẽ nghĩ là tại sao cái người này lại hỏi mình câu này. Họ phải suy nghĩ ra câu trả lời và họ phải đào bới một cái điều gì đó trong con người họ. Khi mình hỏi một cái điều đặc biệt về bản thân bạn á, thì mình nghĩ có lẽ bạn cũng không trả lời được ngay đâu. Nhưng đây sẽ là mẫu số chung cho rất nhiều câu trả lời mà mình từng được lắng nghe nhé. Tôi là một người rất là quyết tâm. Một khi tôi đã làm cái gì thì tôi sẽ làm đến cùng. Hay là tôi là một người trước đây có cuộc sống khó khăn, nhưng nhờ sự vươn lên từng ngày thì ngày hôm nay thì tôi cảm thấy tôi đã có một cái cuộc đời nó tốt đẹp hơn. Đấy là những cái câu trả lời nó rất là chung chung, nó không đi vào một cái chi tiết gì đặc biệt cụ thể cả. Thì ngày hôm đó mình phỏng vấn rất là nhiều nhân vật quan trọng cho một cái campaign rất là lớn của một nhãn hàng điện thoại. Thì các bạn sẽ biết nhá, họ càng ở một cái vị trí cao ấy, họ càng đi vào những cái chi tiết bình thường của đời sống. Và mình nhớ mãi có một bạn, bạn còn biểu diễn ngay cho mình một cái khả năng đặc biệt của bạn ấy. Là bạn ấy cho cả một cái nắm đấm của bàn tay này này vào trong miệng của bạn ấy và bạn ấy bảo là không ai có thể làm được cái điều đấy giống em đâu. Thì bạn sẽ thấy ngay là những cái người mà cởi mở, những cái người mà dễ thương và họ có một chút hài hước ấy, họ sẽ có rất là nhiều những cái câu trả lời thú vị như thế để cho bạn mắt chữ A mồm chữ O. Và đúng là nếu bạn có cơ hội hỏi những cái câu tương tự với những người mà họ có một cái phong cách sống hơi cởi mở một chút ấy, thì sẽ có rất là nhiều những cái điều thú vị trong câu trả lời của người ta. Và việc đem đến một cái câu trả lời như thế nào rất dễ sẽ giúp cho mình ngay từ cái giây phút đầu tiên đã có thể định hình được là người này có phải là một người thú vị trong cách trò chuyện hay không. Và nếu họ là một người thú vị và cởi mở rồi thì sau đó cuộc trò chuyện nó cực kỳ dễ dàng và đơn giản. Nhưng nếu họ bị hơi gồng lên một chút xíu, họ trả lời một cách khiên cưỡng và họ không thực sự thoải mái, thì mình biết là hành trình sắp tới của mình nó sẽ khá là vất vả đây. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cùng đến với bước tiếp theo nhé. Khi bạn đã thấy tín hiệu cởi mở của đối phương thì hãy nói về điểm mạnh của họ. Tại sao lại như thế ạ? Không phải là chỉ khi nào bạn đi phỏng vấn thì bạn mới cần tập trung vào cái điều này, mà trong hội thoại với bất cứ ai ở trên đời này, bạn hãy nói về cái điều mà người ta rất là tự tin để nói với bạn. Nếu tôi được nói về một cái chủ đề gì mà tôi nắm rõ, tôi sẽ rất là tự tin. Nếu tôi được nói về điểm mạnh của mình thì tôi sẽ có một chút tự hào. Và nếu tôi được hỏi về cái riêng của bản thân mình thì tôi sẽ không ngại khoe ra. Đấy là tâm lý thông thường của con người. Và ai trên đời này cũng sẽ có một phạm trù kiến thức mà họ rất là hiểu biết, họ rất là mạnh. Bạn hãy tập trung vào cái hành trình đó của họ. Đó là lý do vì sao hầu hết những cái cuộc gặp gỡ một ai đó trong lần đầu tiên thì chắc chắn chúng ta sẽ phải hỏi về sự nghiệp, về công việc của người ta rồi. Thì bạn hãy đào sâu vào cái điều đó. Mình tin là đây là một cái cơ hội để mà cuộc trò chuyện nó được bung nở ra thật là nhiều chi tiết. Và với bản thân bạn là người được tiếp nhận thông tin thì chắc chắn là bạn sẽ học hỏi được từ họ. Bạn sẽ biết được một cái điều gì đó rất là thú vị trong cuộc sống của người ta, hoặc là được mở mang kiến thức cho bản thân trong một cái lĩnh vực nào đó. Thế thì mình tin rằng là nếu như ở đầu của cái podcast này câu hỏi đặt ra là nói gì khi không biết nói gì, thì thực chất gặp bất cứ ai thì chắc chắn là có một điều bạn luôn luôn có thể nói, đó là chuyên môn của người đó. Bước số 3, sau khi mà bạn đã biết là bạn phải nói chuyện gì rồi thì đây là một cái bước cực kỳ quan trọng, đó là nắm bắt tâm lý đối phương. Điều này không chỉ dành riêng cho những người phải làm cái công việc là cầm micro đi phỏng vấn ông A, ông B, ông C đâu. Điều này áp dụng trong tất cả mọi cuộc hội thoại đời thường. Khi bạn nói chuyện với một ai đó thì bạn phải nhìn vào mắt người ta và phải để ý cảm xúc của người đó. Thứ nhất, nếu bạn thấy là người đó rất là tập trung với bạn và có thể là tâm thế của họ rất là thoải mái, thậm chí là họ vừa cười vừa nói nữa, nghĩa là cái cuộc hội thoại này nó có một điểm tương đồng, nó là một cuộc hội thoại trôi chảy và nó không có điểm chết, và rất có thể nó mang lại nhiều sự vui vẻ, hứng khởi cho cả hai người. Nếu rơi vào tình huống này thì rõ ràng là tự nhiên câu chuyện nó sẽ được nối dài ra và sẽ có những lúc bạn cảm thấy phải vỗ đùi đen đét, tại vì hai người tâm đầu ý hợp quá, bây giờ nói cái gì cũng thấy anh này rất là hay, rất là thú vị và muốn nói chuyện với người ta mãi không thôi. Thì xin chúc mừng bạn bởi vì bạn đã gặp được một người mà có sự đồng điệu trong tâm hồn. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có được cái sự may mắn như vậy, bởi vì sẽ có những người họ trả lời những cái câu hỏi của bạn theo một cái kiểu nó hời hợt, nó rất là chung chung và cảm thấy người ta hờ hững với bạn ấy, người ta không thực sự là trả lời được hết cái mà bạn mong đợi. Và cái tình huống này mình rơi vào nhiều vô cùng rồi.
Lấy một cái ví dụ nhé. Năm ngoái mình làm một cái công việc là mình phỏng vấn top những người bán bảo hiểm chạy nhất cho một thương hiệu. Người ta gọi là cái danh hiệu đó là MDRT, tức là bàn tròn triệu đô đó. Thì bạn sẽ nghĩ là ôi dồi, khiếp, bán bảo hiểm mà đạt những cái con số kỷ lục gọi là của cả một cái đất nước và thậm chí là trong top của toàn cầu luôn ấy, thì chắc những người này họ phải khéo ăn khéo nói lắm hay là người ta giỏi lắm. Nhưng không các bạn, trong số những người mình gặp thực sự có những người có khả năng nói chuyện rất là hay, nhưng có những người mình dành cả 30 phút để đào một cái câu trả lời nhưng người ta không thể trả lời nổi. Đến mức mà cả đạo diễn, cả ekip bảo thôi được rồi em đã rất cố gắng nhưng mà người này người ta không có khả năng nói, người ta không đi vào chi tiết, người ta bị chung chung, bị nửa vời á. Thì những cái trường hợp như thế do đặc thù công việc thôi thì đành phải chấp nhận là mình không khai thác được sâu nhân vật. Thì rõ ràng ngoài đời cũng sẽ có rất nhiều người nói chuyện theo kiểu như thế. Chả động lại cái gì, nói mà cứ bay đi đâu ấy. Mà nhiều khi hình như người ta không tập trung vào đoạn hội thoại này hay sao ấy. Đó. Thì với những cái người như thế, kinh nghiệm của mình nhá, để mà cứu vãn được cái cuộc trò chuyện đó thì bạn phải xoáy vào chi tiết cụ thể hết mức. Việc bạn xoáy vào cái chi tiết đó giống như là bạn nắm tay của một đứa trẻ và giúp nó viết từng chữ cái A, B, C, D, D, 1 ấy. Đó chính là giúp cho cái người đó hãy bắt đầu câu chuyện của anh từ cái chi tiết này này. Hãy đi từ những cái điều nhỏ nhỏ này trước khi anh kể đến những cái layer tiếp theo thì tôi mới hiểu được là anh đang nói cái gì. Một khi mà gặp những người mà họ có khả năng giao tiếp rất kém như thế thì gần như bạn là người gồng gánh cái đoạn hội thoại đó để mà đi đến được một cái cô đọng, một cái điều đúc kết gì rút ra sau cái cuộc trò chuyện đó. Rõ ràng là nếu đấy là một cuộc hội thoại quan trọng, một cuộc họp hay là một cuộc phỏng vấn. Còn mà ở đời thường mà gặp những cái người như thế thì chắc là chúng ta cũng chạy xa tám thước chứ cũng không có ai có nhu cầu nói chuyện lâu hơn. Trường hợp thứ ba trong diễn biến tâm lý của đối phương mà bạn cũng có thể rơi vào đấy là người ta quá xúc động. Người ta mang đến những cái cảm giác tột độ hay là một cái biểu hiện cảm xúc nào đó mà nó quá mạnh trong hội thoại thì khiến cho bạn thực sự là rất là khó xử trong cái tình huống như vậy. Có một cái trick nhỏ trong hành trình làm nghề của mình, đặc biệt là công việc truyền hình á. Nếu mà bạn nói chuyện được với ai mà đến cái mức độ mà người ta dám bộc lộ những cái cảm xúc âm thầm giấu kín như vậy là đấy là một cái cuộc hội thoại rất là thành công. Thì trong đời sống, người nào mà tìm đến bạn và trao gửi những cái cảm xúc đó thì có lẽ bạn là một chỗ dựa của họ. Bạn rất đáng để họ tin cậy và họ gửi trao cái nỗi niềm này. Và trong những cái tình huống như vậy thì không có một cái cách giải quyết nào phù hợp hơn là lắng nghe và tỏ sự thấu hiểu và đồng cảm dành cho họ thông qua ánh mắt thôi chẳng hạn. Bây giờ chúng ta cùng đến với điều số 4 nhé. Đó là một nguyên tắc mình luôn luôn tự đặt ra cho bản thân. Không bao giờ hỏi quá 3 câu liên tiếp, hay còn gọi là nguyên tắc ngang hàng. Vì sao lại có cái nguyên tắc này ạ? Trừ trường hợp bạn đóng vai trò là một người đang cầm một cái micro đi phỏng vấn một ai đó thì không nói làm gì. Nếu bạn đang trò chuyện bình thường với một người nào đó, hãy luôn nhớ là cả hai người đều ngang hàng với nhau. Không vì một lý do nào mà bạn cảm thấy người đang trò chuyện với bạn là một gã khổng lồ, là tượng đài, là thần tượng hay là một cái hình mẫu dã man nào đó mà bạn cảm thấy mình thu nhỏ bằng một con kiến trước một người siêu anh hùng như thế. Bỏ hết cái tâm lý tự ti đó đi. Đã ngồi xuống cái mâm này thì tôi với anh đều như nhau hết. Và khi mà trò chuyện thì không bao giờ có cái lý gì mà 100% câu hỏi đến từ bạn. Còn người kia người ta chỉ lắng nghe và bạn hỏi gì người ta trả lời nấy. Đó là một cuộc hội thoại mà đi vào chỗ chết. Đó là một cuộc hội thoại mà người ta thực sự không muốn trò chuyện với bạn. Và mình sẽ dừng sau câu hỏi số 3. Tức là bạn sẽ có một cái ví dụ rất là đơn giản để mà các bạn có thể hình dung nhé. Giả sử bạn đang nhắn tin làm quen thôi. Hôm nay bạn lên Tinder chẳng hạn. Bạn nói chuyện với người kia, bạn trông cái phong cách, cái hình ảnh của người đó rất là hợp với bạn và bạn thích người ta. Bạn hỏi người ta 3 câu liên tiếp là: em tên gì này, em ở đâu này, công việc của em là gì này. Và người đó trả lời 3 câu: em tên là Nguyễn Thị Bông Hoa này, nhà em ở quận 7 này, công việc của em là nhân viên văn phòng này. Và người ta không hỏi gì lại bạn. Xì top, không có nhu cầu tiếp tục cái câu chuyện đấy, các bạn hiểu không? Chúng ta luôn luôn ngang hàng với người ta và chẳng có lý do gì để tự hạ thấp danh dự của bản thân như vậy. Trừ một số trường hợp, bạn hiểu tính chất của cái con người đó là họ thực sự đang không biết nói gì, họ rất kiệm lời. Nhưng trong sâu thẳm tâm tư có thể họ là một người thú vị. Chẳng qua là họ bị bí từ hoặc họ bị áp lực hoặc họ đang sợ một cái điều gì đó nên họ chưa dám mở lòng ra thôi. Thì trong cái tình huống này á,
bạn đừng tiếp tục khai thác thông tin từ người ta nữa, mà bạn hãy mời cuộc trò chuyện bằng cách tự kể câu chuyện của bản thân bạn. Khi bạn cho người ta thông tin mà mặc dù người ta chưa hỏi, thì rất có thể sau đó người ta sẽ bị quấn vào câu chuyện của bạn, tự bản thân họ sẽ bộc phát ra câu hỏi nhất thời. Thì đây chính là một cách gợi ý để cho người kia được hỏi lại mình. Đây là một cái mẹo rất là nhỏ trong giao tiếp, nhưng mà thực ra thì không phải ai cũng có thể nắm được. Và nếu như mà chúng ta cả hai người đều là những người câm lặng ngồi cạnh nhau, mà hết câu hỏi thứ ba rồi và cả hai đều bật chế độ im lặng, thì chắc chắn là sau đó thì say bye và never gặp lại đó. Bên cạnh đó, việc mà bạn cảm thấy người ta không đặt câu hỏi về phía bạn, mà người ta chỉ thao thao bất tuyệt về cuộc đời của người ta ấy, thì đấy chính là những người mà họ bị cô độc ấy các bạn. Có những người họ chỉ thích nói về cuộc đời của họ thôi, vì họ không có ai để tâm sự. Họ kể những cái gì đâu mà từ những cái năm tháng nào mà nói dài như là kể lại tiểu sử về đời tôi, và anh hãy ngồi xuống đây để lắng nghe tôi nói này, tôi có rất nhiều điều thú vị, anh hãy nghe tôi nói đi. Nếu chẳng may bạn gặp phải những người như thế thì bạn cũng thực sự là rất là mệt mỏi. Thì hãy tiếp tục áp dụng cái mẹo đó là hãy ngắt lời họ một cách tinh tế. Nếu bạn đã kể về cuộc đời của bạn rồi mà người kia họ vẫn tiếp tục nói về đời họ thì thôi rồi, xin lỗi, đó cũng là một người mà bạn không thể tiếp tục cuộc hội thoại. Và bên cạnh đó còn rất nhiều trường hợp chúng ta không cần gắng gượng lên để nói dài hơn quá 3 câu. Ví dụ, đó là một người bị phô trương, đó là một người thích than vãn, đó là một người rất tiêu cực, hoặc đó là một người mang đến cho bạn cảm giác không an toàn trong hội thoại. Ví dụ như bạn nghe được một cái mùi của cái sự là họ muốn kéo bạn vào một cái đường dây nào đó, họ muốn mời chào một cái sản phẩm gì đó, thay vì một cái thành ý cho một cái cuộc gặp gỡ công bằng giữa hai người á, thì đấy sẽ là những cái dấu hiệu mà bạn phải sử dụng tâm lý và bạn phải đoán biết xem là mình có nên tiếp tục giữ tiếp cái cuộc trò chuyện với người này hay không, hay sẽ tìm cách cáo lui và tạm biệt không hẹn ngày gặp lại. Điều số 5 là cao trào trong hội thoại. Thông thường khi mà bạn nói chuyện với những cái đứa bạn thân á, thì rõ ràng là hiểu cái nết của nhau quá rồi, thì nó một lúc kiểu gì cũng cười phá lên với nhau về một cái vấn đề, về một cái chủ đề nào đó mà cảm thấy úi giời ơi buồn cười vỡ bụng, hay là tâm đắc quá, vỗ tay đèn đẹt như thế luôn. Thì đấy là bởi vì là cái đứa đấy và bạn rất là hiểu nhau rồi. Còn khi mà bạn gặp một cái con người mới á, cũng sẽ có những người mà bạn phải đẩy cái cuộc hội thoại đó lên đến đỉnh điểm của cảm xúc. Tức là cả hai người đều vỡ òa ra vì một cái chi tiết nào đó, có một cái cú twist nào đó trong hành trình kể chuyện của bạn hoặc là của người kia, hay là đi đến một cái đỉnh điểm của thông tin, tức là bạn thấy người này quá thông minh, người ta đào sâu các cái lớp lang trong một cái câu chuyện, hoặc chỉ đơn giản là anh này quá thú vị, quá hài hước và khiến cho bạn bị quấn vào cái câu chuyện này không muốn dứt ra được ấy. Thì đó chính là kỹ thuật của những người mà có thể đẩy những cái câu chuyện đời thường bình dân đi đến một cái điểm rất là cao trào trong cuộc nói chuyện giữa hai người. Thì để làm được cái điều này á, thì trước đó trong toàn bộ đoạn hội thoại giữa hai người, bạn phải là một người tập trung tối đa. Và đồng thời, não bộ của bạn hãy ghi nhớ lại một vài chi tiết đặc biệt mà người này đã nói ra. Và sau đó thì bạn sẽ đào sâu vào những cái chi tiết này bằng cách đặt ra những câu hỏi. Ví dụ, bạn sẽ lật ngược lại vấn đề dựa trên cái điều mà anh ta vừa nói, xem là anh ta sẽ phản biện lại nó như thế nào trên một cái tinh thần văn minh và cởi mở giữa hai người. Hay bạn sẽ tỏ ra có một chút gì đấy nghi ngờ trong sự ngạc nhiên, có đầy những cái bộc lộ cảm xúc về cái thông tin đó. Trời ơi, có thật sự là anh ta làm được như vậy hay không? Tất cả những cái biểu cảm thú vị nó toát ra trên gương mặt của bạn rất dễ làm cho người ta hứng khởi quá, người ta tiếp tục đi tiếp vào cái câu chuyện đó. Hay là bạn cũng có thể là thể hiện một chút ngợi ca, một chút gì đấy phấn khích, một chút gì đấy thần tượng trong cái lời nói của bạn, để cho người ta thấy được rằng là bạn rất tập trung vào đoạn hội thoại này và bạn tỏ ý là đề cao tất cả những cái điều mà người ta vừa mới chia sẻ. Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đến các bạn đó là chúng ta hãy biết cách để lại dấu ấn sau đoạn hội thoại. Sẽ rất là tuyệt vời, rất là thú vị nếu bạn có cơ hội trò chuyện với một ai đó mà suốt một thời gian sau người ta vẫn nhớ về bạn. Thì đó là một cái điều tuyệt vời nhất, vì bạn đã đọng lại cái điều gì đó thú vị trong tâm trí của người ta rồi. Liệu bạn có phải là một người có khả năng mang lại những cái dấu ấn mạnh mẽ như thế trong những cái đoạn hội thoại hay không? Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với ví dụ mình lấy ra từ Have a Sip của chị Thùy Minh nhé. Tất cả những cái câu kết trong các cái tập podcast này đều bắt đầu bằng một câu hỏi là: nếu bây giờ anh hoặc chị bị đi ra một cái đảo hoang không có người và được mang theo một cuốn sách
thì đó sẽ là cuốn sách gì? Rất nhiều người nghe đến đây thì sẽ háo hức chờ đợi xem người kia trả lời là cuốn sách nào. Nhưng thực chất thì một lần nữa đây lại là một câu hỏi mà không cần mang đến thông tin ở đây. Dù cho nó có là cuốn sách trời bể gì cũng được, nó không giải quyết vấn đề gì hết. Mà đây là một câu hỏi nhằm mục đích gây ấn tượng rất mạnh với cái người được hỏi trước khi khép lại mẩu hội thoại, và cũng là một cái tín hiệu cho người đối diện biết được rằng là chúng ta chuẩn bị khép lại hành trình vừa mới đồng hành cùng nhau tại đây. Thì bây giờ anh hãy cho tôi một cái cô đọng lại trong cái câu trả lời kết của anh. Nếu anh có thể nói được một cái cuốn sách rất hay thì đây sẽ là một cái kết tuyệt vời. Nhưng tôi không bắt buộc anh phải bịa ra một cuốn sách nào đó. Tôi cũng không bắt anh phải gồng lên để cố hình dung mình là một người tri thức. Tôi chỉ cần anh có một câu trả lời thôi. Và mình tin là có rất nhiều khách mời sau khi rời khỏi chương trình đó, họ sẽ nhớ lại cái câu hỏi đó rất là nhiều, trước khi họ nhớ là có một người MC tên là Thùy Minh đã hỏi tôi cái câu đó. Và mình tin là nếu như bây giờ tự dưng bạn cũng bị đột một phát hỏi một câu là nếu ngày mai bạn ra hoang đảo và bạn phải mang theo một cái vận dụng ABCD gì đấy thì bạn cũng không thể trả lời ngay được đâu. Bạn sẽ có thời gian suy nghĩ và có thể nghĩ mãi bạn cũng không thể trả lời được. Cái duy nhất bạn nhớ đó chính là bạn đã từng được hỏi một cái câu hỏi như vậy. Thì trong hội thoại có rất là nhiều cách để chúng ta tạo dấu ấn, tạo điểm nhấn cho một ai đó có một cái hình dung mạnh mẽ về mình mãi về sau này. Một trong số đó là bạn hãy mang đến cho họ một cái kết thúc mở trước khi mà hai người khép lại cái đoạn hội thoại này. Kết thúc mở ở đây chính là một cái lời gợi ý rằng là chúng ta hãy nối dài hơn đoạn hội thoại này trong tương lai. Tôi rất là muốn gặp lại anh. Bằng một cách nào đó hy vọng chúng ta lại có dịp tiếp tục ngồi bên nhau để tâm sự dài hơn. Nếu bạn có thể mang đến cho đối phương cái cảm xúc bạn muốn nối dài hơn câu chuyện nhưng không còn thời gian nữa, thì tức là người ta cũng sẽ cảm thấy bạn rất là lưu luyến, bạn rất là trân trọng người ta. Và về phần người ta cũng sẽ nhớ mãi về bạn. Và sau này dù hai người có gặp lại thì chắc chắn là trước đó đã có một sự giao thoa về cảm xúc, để cảm thấy lần gặp trở lại này có rất là nhiều điều tương đồng, có rất là nhiều điều vui vẻ, và thậm chí là có thể tay bắt mặt mừng. Dù cho giữa hai người cũng không thực sự là thân thiết, mà chỉ đơn giản là chúng ta đã từng trò chuyện với nhau mà thôi. Vừa rồi là 6 bước mà mình đề xuất với các bạn để chúng ta có thể nói gì khi không biết nói gì, cải thiện khả năng trò chuyện của bản thân và tạo dựng những cái mẩu hội thoại mà nó thú vị hơn cho cuộc sống này. Và mình cũng tin rằng là càng trưởng thành, càng gặp gỡ nhiều hơn thì chúng ta càng có thể phát huy được cái khả năng giao tiếp này của bản thân. Và có thể là ở thời điểm hiện tại thì bạn đang bị đánh giá là một người hơi rụt rè, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào hay là nói chuyện nhạt quá. Thì cái kỹ năng này dần dần nó phải được trau dồi nhiều hơn. Bạn phải đi ra nhiều hơn, bạn phải gặp một ai đó và bạn phải mở lời nhiều hơn. Nhưng đồng thời thì cũng biết là giá trị của bản thân trong mỗi một đoạn hội thoại nó là như thế nào. Nếu mà bạn là những người thú vị thì mình tin là sự thú vị này nó sẽ luôn luôn là một cục nam châm để hút những cái điều thú vị xung quanh đến với cuộc đời của bạn. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian lắng nghe podcast ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo của Sống Một Mình nhé.